lý do tập yoga bay hỗ trợ đốt mỡ nội tạng, giúp xây dựng cơ bắp. Yoga bay là một hình thức yoga kết hợp sử dụng võng hoặc vải lụa treo từ trần nhà hoặc một cấu trúc chắc chắn trên cao. Yoga trên không tác động đến phần cơ cốt lõi và các cơ khác của bạn, đồng thời xây dựng khối lượng cơ nạc. Mô cơ đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi so với mô mỡ. Do đó, tăng khối lượng cơ có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp bạn đốt cháy nhiều mỡ nội tạng. Tốt cho tim mạch. Một số chuỗi động tác yoga trên không có thể làm tăng nhịp tim và giúp máu lưu thông. Yếu tố tim mạch này góp phần đốt cháy calo tổng thể trong quá trình tập luyện của bạn. Đốt cháy calo. Nhiều tư thế yoga trên không đòi hỏi phải giữ trọng lượng cơ thể ở những vị trí khó, có tác dụng với nhiều nhóm cơ cùng một lúc, do đó sẽ giúp đốt cháy nhiều calo và mỡ nội tạng trong quá trình tập luyện của bạn.